động Càn Khôn ngừng quay 2 tháng vì Dương Dương bị chấn thương nặng. Vũ động Càn Khôn vừa mới khai máy đến nay đã liên tục dính phải những tin đồn và rắc rối không đáng có, ảnh hưởng ít nhiều đến đoàn làm phim. Vài ngày trước, có nhiều trang truyền thông hé lộ, đoàn làm phim Vũ động Càn Khôn đã phải tạm ngừng quay đến 2 tháng. Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng vì lịch quay kéo dài dẫn đến các chi phí tăng cao khiến tiền sản xuất cạn kiệt, đoàn làm phim đã phải tạm ngừng một thời gian để kiếm thêm nguồn đầu tư mới. Tuy nhiên, trong một buổi nói chuyện gần đây với một người trong nghề sản xuất, đạo diễn Trương Lê lại hé lộ nguyên nhân thật sự khiến họ phải ngừng quay. Đạo diễn Trương Lê xót xa hé lộ, từ khi Vũ động Càn Khôn khai máy đến nay, Dương Dương đã phải chịu rất nhiều vất vả và khó khăn. Vì quay bộ phim này mà cả người Dương Dương đều là vết thương, có lần quay phim làm bật móng chân, mọi người cứ nghĩ ngày hôm sau thằng bé này không thể quay tiếp được. Không ngờ ngày hôm sau tên nhóc đó lại xuất hiện. Dù bản thân Dương Dương vẫn kiên trì và nỗ lực làm việc bất chấp cơ thể chằng chịt vết thương, nhưng bố mẹ anh lại cực kỳ lo lắng cho con trai. Lúc đó bác sĩ đã nói rất nhiều, còn có thể phát sinh hậu quả rất nghiêm trọng. Sau đó từ góc độ đầu tư, mọi người vẫn hy vọng cậu ấy có thể hoàn toàn khôi phục sau phẫu thuật. Đồng thời đại diện Trương Lê cũng cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của Dương Dương vì những cảnh quay võ thuật quá nguy hiểm này. Vì sao phẫu thuật rồi vẫn không tiếp tục quay phim? Vì cậu ấy cảm thấy sợ hãi. Vì sau này phải quay rất nhiều cảnh kết phim quan trọng, tất cả đều là đánh nhau, còn phải lăn lộn ở trong bùn đất, ngâm người trong nước. Dù cậu ấy không nói nhưng thông qua đôi mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy đang do dự. Vậy nên tạm ngừng một thời gian đi, nghỉ 2 tháng.